Tại Việt Nam, có khoảng 23 triệu người là lao động trong nông nghiệp. Bản thân họ không biết, thậm chí không đủ điều kiện để tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Trên thực tế, những đối tượng này phải tiếp xúc với nhiều nguy cơ, rủi ro về an toàn và sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng của họ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc sử dụng các loại hóa chất độc hại, sử dụng không hợp lý liều lượng phân bón, thuốc trừ sâu, sử dụng các thiết bị điện và máy móc không an toàn. Ngoài những yếu tố trên, người lao động còn bị tác động bởi các yếu tố khác. Thực chất thì cái môi trường nông nghiệp nó là một cái môi trường mở và nó phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Và đồng thời nữa thì lại cũng bị tác động của các cái yếu tố do con người tạo nên trong quá trình sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật, trong quá trình sử dụng các cái phương tiện, thiết bị trong nông nghiệp. Các chính quyền và các địa phương sẽ phải thiết lập những cái chương trình, những cái lịch, biểu đồ, và như vậy thì chúng ta sẽ tránh được những cái tác động chéo do các yếu tố độc hại trong cái việc sử dụng các cái hóa chất nông nghiệp hay là sử dụng các cái thiết bị phương tiện để phục vụ cho sản xuất. Những công nhân làm việc tại viện chăn nuôi luôn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động. Bởi nếu không tuân thủ nghiêm ngặt, những nguy cơ từ các loại dịch cúm gia cầm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của họ, thậm chí là đe dọa tính mạng. Chính bởi vậy, mỗi công nhân tại đây đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, có mũ, khẩu trang để đảm bảo vệ sinh và an toàn. Khi các đồ bảo hộ sử dụng đã lâu và cũ, họ sẽ được thay mới. Cũng giống như nuôi gà, nuôi lợn phải đảm bảo các quy trình về an toàn vệ sinh lao động, thậm chí có phần khắt khe hơn. Bởi môi trường chuồng trại trong chăn nuôi thường xuyên có chất thải nên khá ẩm ướt. Ngoài ra, còn một lượng lớn các khí độc như H2S, NH3, CH4 gây hại cho sức khỏe con người. Các loại bụi vô cơ, bụi hữu cơ, bụi lông đều có thể khiến người chăn nuôi mắc phải các bệnh như nấm da, nấm đầu, hắc lào, đau mắt, các bệnh về đường ruột, đường phổi, v.v. Nếu môi trường chăn nuôi không đảm bảo, sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người lao động và hệ sinh thái xung quanh. Với diện tích 2.000m2 chăn nuôi trên tổng diện tích 15.000m2 đất trang trại, việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong trang trại của anh Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Cao Phong, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Số lượng vật nuôi lớn, anh Tuấn thuê nhiều lao động là nông dân. Hơn ai hết, anh ý thức được việc giữ gìn vệ sinh lao động và đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc của công nhân. Ở chung chuồng trại thì công ty sẽ làm theo từng bước. Ví dụ như là cái về sát trùng thì công ty sẽ làm theo tuần. Một trong lịch một tuần là 3 buổi làm về cái vệ sinh về sát trùng. Vệ sinh hàng ngày của công ty hiện nay là đã vệ sinh ngày 2 lần trên chuồng trại, vào buổi sáng và buổi chiều. Nó sẽ gây ít được những cái mầm bệnh ở trong chuồng trại, đỡ hơn rất nhiều. Theo Điều 16 của Luật An toàn Vệ sinh Lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, có quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Cụ thể, đảm bảo nơi làm việc phải đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, cung cấp đầy đủ cho người lao động các phương tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện các công việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, v.v. Không chỉ vậy, trang trại nuôi lợn của anh Tuấn được thiết kế và quản lý một cách khoa học, có các khu riêng biệt, vừa an toàn, vừa đảm bảo vệ sinh. Tại các khu, chuồng trại được xây dựng chắc chắn, đường điện được thiết kế gọn gàng, mỗi khu đều có quạt thông gió, tạo môi trường làm việc vệ sinh, an toàn và thuận tiện. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các dịch bệnh cũng như thiếu an toàn trong chăn nuôi. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang khuyến khích nông dân chăn nuôi theo quy trình đạt tiêu chuẩn. Trong đó, phải đảm bảo các yếu tố nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, kiểm soát dịch bệnh, thành phần thức ăn cho đến chuồng trại, môi trường chăn nuôi. Từ đó, vừa đưa sản phẩm sạch đến với thị trường, vừa đảm bảo được an toàn vệ sinh lao động cho người làm. Nếu hộ gia đình nào đăng ký thực hiện theo quy trình, sẽ nhận được nhiều chính sách của tỉnh. Về đất đai thì là tỉnh có cái chế độ chính sách là ổn định lâu dài cho cơ sở chăn nuôi với cái
mức thời hạn là 49 năm, hỗ trợ về 100% về cái kinh phí sử dụng của cái nước thải trong chăn nuôi, cũng như là xử lý về cái chi phí về môi trường trong cái chăn nuôi, hỗ trợ 50% về kinh phí mua một số cái máy nghiền, máy trộn thức ăn đối với hộ chăn nuôi. Để người lao động ý thức hơn, việc tự bảo vệ mình trong môi trường luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các cán bộ thường xuyên kiểm tra, tập huấn để đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là trong chăn nuôi. Công nhân từng khu vực được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng máy móc, xử lý hóa chất vệ sinh chuồng trại, từ đó tạo ra môi trường làm việc trong sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động. Người nông dân rồi các cái người lao động trong các lĩnh vực ngư nghiệp hay lâm nghiệp và tự tạo việc làm và theo cái kinh doanh hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ thì trước tiên đó là cái việc là tự bản thân những cái chủ hộ gia đình, những cái người lao động đó phải có ý thức, phải tự tham gia các chương trình đào tạo, phải tuân thủ các quy định về an toàn khi mà sử dụng các máy thiết bị vật tư và phải tìm hiểu trong các cái hướng dẫn sử dụng trong các cái quy định về an toàn. Đối với các chủ sử dụng lao động cần tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kỹ thuật, tay nghề trong vận hành máy móc cho nhân công. Bên cạnh đó, phải có những biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, đặc biệt là trong chăn nuôi. Điều này sẽ góp phần bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng cho người lao động, đồng thời tạo ra sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn.